em đi uống trà sữa Toco Toco với anh không? Đúng rồi. Tùng, mày nghe thế không nghe thấy anh nói gì à? Không hả? Em bảo đi uống trà sữa Toco Toco với anh không? Đi uống không? Mày kém lắm. Mày đeo tai nghe này, cái gì đây? Biết rồi. Mày phải dùng con tai nghe này này phải không? Mày biết tai nghe này bao nhiêu tiền không? 10 củ đấy. 10 củ đấy. Mày đeo vào phát là mày nghe tiếng Anh nói luôn nhá, tiếng Anh mày gọi là giọng là làm gì có cái chuyện có cái tai nghe đấy. Mày không tin? Em dùng tai nghe bao nhiêu năm nay, làm gì có cái tai nghe nào mà vừa đeo tai nghe bật mắc âm lượng mà lại nghe những người xung quanh nói chuyện, quá vô lý. Nhầm mày. Đây này, Nuhera IQ Bus đấy, chuẩn không? 10 củ đấy, con này thì mày đeo vào phát là nghe thấy tiếng Anh nói rõ một luôn phải không? Mày vừa nghe nhạc mày vừa ấy, mày đỡ quả tát được không? Đấy, bây giờ đi ăn Toco Toco, đi uống Toco Toco. Qua đoạn clip mở đầu vừa rồi thì các bạn cũng có thể hình dung được một phần nào cái tác dụng của cái sản phẩm tai nghe Nuhera IQ Bus, và cái tên của nó tên là Intelligent Truly Wireless Earbud, và cái mã của nó đó chính là NU317. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn một cái sản phẩm hết sức là lạ này. Ở trong đầy dãy những cái sản phẩm tai nghe có dây cũng như những cái sản phẩm tai nghe không dây khác, thì thực sự đây là một cái sản phẩm hết sức là độc đáo, cũng như về mặt tính năng của nó thực sự đã đem lại cho mình một cái trải nghiệm khá là mới mẻ. Đầu tiên thì mình xin chia sẻ với các bạn về vỏ hộp của cái sản phẩm này. Khi cái chiếc IQ Bus của chúng ta đây, hộp của nó thì được làm cái tông màu trắng và nó có một cái thiết kế khá là đặc dị. Khi ở đây chúng ta mở hộp ra thì nó sẽ không thể lấy được cái chiếc tai nghe mà chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy ở bên từ bên ngoài vào trong thôi. Đây thì bao gồm nó có một cái hộp để sạc cũng như là hai cái tai nghe. Đó, vậy thì để mà mở cái hộp này ra kiểu gì thì chút nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Đây các bạn có thể nhìn thấy là ở bên trong này có một cái anh ấy nhìn chúng ta với một cái ánh mắt hết sức là mình cũng không biết làm sao nữa. Nói chung là ánh mắt rất là thèm khát. Ở bên này là những cái bức tranh, cảm giác như là cách đóng gói hơi người già một chút, nó không kiểu nó không trẻ trung lắm mà nó cũng không nhẹ nhàng lắm mà nó in hơi nhiều thông tin. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có hình ảnh của sản phẩm này, là nó sẽ có một cái thời gian sử dụng pin rất là lâu, lên tới là 16 tiếng cho cái việc mà chúng ta nghe nhạc Bluetooth liên tục, cũng như là 32 tiếng cho cái việc là các bạn sử dụng để nghe những cái âm thanh xung quanh. Rồi, và ở bên dưới của chúng ta sẽ là cái sản phẩm này có cái tiêu chuẩn chống nước, cũng như là chúng ta sẽ có một cái ứng dụng ở trên cả Android cũng như là iOS để chúng ta có thể custom lại cái tai nghe này. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ mở hộp cái sản phẩm này nhá. Đấy, mở hộp thì các bạn sẽ mở ở bên trên và các bạn sẽ rút ra như thế này. Đây, đây là cái hộp sản phẩm của chúng ta. Mình sẽ để lại cho các bạn xem. Đấy, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái hộp để đựng tai nghe và hai cái tai nghe này mình cho tai nghe vào này. Đấy. Đó, ok. Đó, bây giờ chúng ta đóng vào. Đó, đó là cái phần tai nghe. Tiếp theo bên trong này bỏ cái khay này ra. Thì ở trong hộp bên này chúng ta sẽ đầu tiên là có một cái dây sạc micro USB. Tiếp theo ở trong này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nút tai đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Thì chúng ta sẽ có hai dạng nút tai. Nó sẽ chia như thế này. Một bên bao gồm có là 4 bộ nút tai thì nó sẽ là round. Còn một cái 4 bên còn lại nó sẽ là một cái 4 bộ nút tai là ova. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Rất là nhiều nút tai luôn. Và ở chỗ này thì chúng ta có ghi các cái size như là S, M, L, XL. Đấy, rất là nhiều đây. Rồi ok. Và bên trong này chúng ta sẽ có những cái tập sách hướng dẫn sử dụng. Và thực sự là cái sách hướng dẫn sử dụng này, cái chất lượng in của chúng ta rất là đẹp, nhưng mà mình cảm giác như là nó hơi người già một chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái sản phẩm tai nghe của chúng ta. Cái chiếc Nuhera IQ Bus có cái mã là NU317. Thì các bạn có thể thấy là cái hộp của chúng ta được làm bằng một cái chất liệu nhựa là nhám, cũng như cái viền xung quanh của chúng ta thì nó được làm bằng nhựa bóng này. Ở đằng sau đây của chúng ta sẽ là cái cổng sạc micro USB. Ở cái phần trước của chúng ta sẽ là một cái phím bấm để các bạn có thể kiểm tra cái dung lượng pin của cái đốc này. Và đây các bạn mở ra này. Đấy.
Vào bên trong này của chúng ta, mỗi bên tai thì nó sẽ có một cái đèn để thể hiện cái dung lượng pin của mỗi bên tai. Và cái chất liệu nhựa của cái phần hộp này mình cũng xin chia sẻ thêm, nó là mình cảm giác là nó không cao cấp cho lắm. Bởi vì là cái phần nhám nhám này thì mình sờ vào thì cảm giác như là nó không thực sự là quá là mịn. Cũng như là cái phần nhựa bóng này thì khi mà các bạn dùng một thời gian, mình nghĩ là đủ lâu, thì nó sẽ tạo ra những cái vết xước ở trên này và nó sẽ khiến cho cái vỏ bao của chúng ta nó không được đẹp. Rồi, và bây giờ mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cái sản phẩm tai nghe này của chúng ta. Thì khi mà chúng ta bỏ ra như thế này thì nó sẽ chưa có các cái nút tai nghe. Mà để mà đeo fit nhất với tai của chúng ta thì chúng ta hãy lựa chọn một cái kích thước nút tai để vừa vắn với chúng ta nhé. Cá nhân mình thì mình sẽ phù hợp với lại cái size S. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ cái size S ra mình đeo. Và khi mà các bạn đeo hai cái nút tai vào thì đây chính là tổng thể thiết kế của cái sản phẩm này của chúng ta. Các bạn có thể thấy là toàn bộ các phần vỏ của chúng ta thì nó sẽ được làm từ nhựa và nó sẽ chia ra làm nhiều phần. Đây, như các bạn cũng có thể thấy. Đối với lại cái mặt này của chúng ta thì ở hai bên tai nghe đều là cái mặt cảm ứng và chúng ta có thể set up các cái tính năng khi mà chúng ta chạm vào đây. Ví dụ chúng ta chạm một lần thì nó là gì, chúng ta chạm ở bên tai trái thì nó là gì, chạm bên tai phải là gì, rồi là chạm hai lần nó là như thế nào, thì chút nữa mình sẽ mở phần mềm lên để mình show cho các bạn xem. Ở dưới cái phần này nó sẽ có một cái lỗ cực lớn ở cả hai bên tai nghe. Thì cái lỗ này nó chính là lỗ mic, và cái mic này nó sẽ có cái tác dụng đó chính là thu âm thanh ở xung quanh môi trường của chúng ta. Có nghĩa là những cái tai nghe bình thường khác ấy, khi mà các bạn đeo vào các bạn bật max volume thì coi như là các bạn không nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh nào xung quanh bên ngoài luôn. Tuy nhiên đối với cái sản phẩm tai nghe này, ví dụ như là các bạn đang đi học chẳng hạn, các bạn muốn nghe nhạc mà các bạn vẫn muốn nghe được lời cô giáo giảng bài, hoặc là đơn giản là các bạn đang lái xe, các bạn nghe nhạc nhưng các bạn vẫn muốn nghe được những cái âm thanh xung quanh, thì cái sản phẩm này nhờ hai cái mic thu âm như thế này thì nó sẽ giúp cho các bạn vẫn có thể nghe được những cái âm thanh môi trường xung quanh mà các bạn vẫn có thể tận hưởng được âm nhạc. Như vậy rất là tuyệt vời phải không nào? Rồi, và ở mặt trong của chúng ta sẽ là các cái chấu để sạc. Đây, các bạn có thể thấy là cả hai bên tai nghe của chúng ta đều có những cái chấu để sạc như thế này. Cũng như là ở bên dưới thì chúng ta sẽ được đánh hai cái biểu tượng left and right rất là rõ ràng ở đây. Đó. Và cái cách đeo tai nghe của cái sản phẩm này thì nó cũng hơi khác một chút so với lại những cái sản phẩm tai nghe không dây khác ở trên thị trường. Đó chính là đầu tiên, cái bước quan trọng nhất đó là các bạn cần phải đeo đúng bên. Đó là right thì các bạn phải đeo bên phải và left thì các bạn phải đeo bên trái. Nếu các bạn đeo sai thì nó sẽ rất là dễ bị rơi. Đối với lại những cái sản phẩm tai nghe khác thì các bạn thường đeo, ví dụ các bạn đeo check về đằng trước này hoặc là tụt về đằng sau như này. Nhưng mà đối với cái sản phẩm này thì các bạn phải đeo thẳng lên như thế này. Đây này, như mình đeo này. Đó, các bạn đeo thẳng lên. Và sau đó các bạn sẽ đẩy nó ra đằng sau. Đó. Như vậy là mình đã đeo xong. Và khi mà các bạn đeo cái sản phẩm tai nghe này vào thì nó sẽ kích hoạt cái chế độ đó chính là nghe được tất cả mọi cái âm thanh ở bên xung quanh chúng ta. Nói chung là một cái trải nghiệm rất là lạ. Nếu mà muốn tắt cái chức năng đó đi mà các bạn đơn giản chỉ muốn nghe nhạc thôi thì các bạn hãy chạm một lần vào bên tai bên phải. Đó. Còn muốn bật lên thì các bạn cũng làm tương tự. Alo, alo, wow. Mình cũng không biết là miêu tả cho các bạn các chi tiết như thế nào, nhưng mà đây các bạn có thể nhìn nhá. Mình sẽ sờ vào cái mic cho các bạn xem. Nó sẽ thu các cái âm thanh ở bên ngoài vào và sau đó là nó khuếch đại vào đây cho chúng ta. Thực sự rất là tuyệt vời. Đó là cái tính năng hay nhất của sản phẩm này. Ngoài ra một vài các cái tính năng khác mà vừa nãy ở trên vỏ hộp cũng có thể hiện là cái sản phẩm này nó có một cái thời gian chơi nhạc rất là lâu. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về chất âm của cái sản phẩm này. Thì thực sự đối với lại cá nhân mình thì mình tương đối là thích chất âm của cái sản phẩm này. Khi mình đã nghe thử đủ các cái thể loại thì đây là một cái sản phẩm tai nghe cho một cái chất âm rất là cân bằng. Nó có một cái độ tách bạch nhất định. Và các cái giải mid, giải treble, giải bass thì đều rất là ổn định, cũng như là có một cái sự cân bằng. Và nó không thiên về bất kỳ một cái giải âm nào. Và có lẽ là để mà đánh giá về mặt chất âm thì mình sẽ phải dành ra một cái video riêng để nói về cái sản phẩm này. Còn ở trong video này mình sẽ chỉ mở hộp cũng như là giới thiệu cho các bạn về cái công nghệ của cái sản phẩm tai nghe này mà thôi. Thực sự là nó rất là khác biệt so với lại những cái sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường. Và nó sẽ giúp chúng ta ví dụ như là lái xe một cách an toàn hơn, hoặc là giúp chúng ta tận hưởng không gian, một cái không gian âm nhạc trọn vẹn nhưng mà chúng ta vẫn không kiểu bỏ quên những cái lời thoại ở xung quanh chúng ta. Nói chung là kiểu như là đang nghe nhạc nhưng mà người ta gọi mình thì mình vẫn biết được, kiểu thể hiện một cái gì đó rất là tôn trọng với lại những người xung quanh ấy. Và mình thấy đây là một cái tai nghe rất là ok. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về mặt thiết kế cũng như là về mặt chất âm của cái sản phẩm này. Thì ngay bây giờ mình sẽ nói về mặt phần mềm. Thì ngay ở đầu video mình cũng chia sẻ là cái chiếc Nuhera này nó sẽ có một cái phần mềm ở trên App Store cũng như là Play. Thì ở đây mình đang sử dụng một cái chiếc iPhone để mình demo cho các bạn.
Đầu tiên khi mà các bạn vào phần mềm thì lúc mà các bạn mới tải về thì nó sẽ yêu cầu một vài bước, ví dụ như là đọc các cái điều khoản của cái sản phẩm này, nhưng mà mình đã vượt qua hết rồi. Thì đây, khi mà các bạn muốn kết nối cái sản phẩm này với lại cái chiếc smartphone của chúng ta thì các bạn phải mở hộp ra nhá. Và các bạn sẽ connect này và các bạn sẽ vào Bluetooth. Thì đây, mình sẽ kết nối với lại iQuibus. Đấy, nó có mã là 59B. Rồi, đây nó đã kết nối rồi. Mình sẽ vào lại Done. Và ở trong cái phần mềm này mình sẽ show cho các bạn xem nó có những phần gì. Ví dụ như phần thế giới này, Personal Profile, Tap Touch và Info. Cái Info này thì các bạn có thể xem được đó, version của firmware này, rồi là các thứ lung tung. Ví dụ chúng ta có thể update này, vân vân và mây mây. Còn phần Tap Touch này thì đây, chúng ta có thể tùy chỉnh, ví dụ như là chúng ta chạm vào bên tay trái thì sẽ là gì, ví dụ như play pause này, hoặc là chúng ta chạm hai lần vào bên tay trái thì để mở Siri, hay là giữ đấy, nhấn giữ vào bên trái thì để làm gì, rồi là bên phải cũng vậy đó. Các bạn thấy thấy không ạ, rất là nhiều tùy chọn luôn. Như vậy tổng cộng là chúng ta sẽ có 6 tùy chọn chạm vào hai bên tai nghe như thế này, rất là tuyệt vời đúng không nào. Tiếp theo là cái phần personal profile. Thì ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh các cái mức âm lượng cũng như là các cái mức độ khác nhau. Đấy, ở mỗi bên tai. Đấy, nó sẽ có đồ thị hiển thị tương ứng luôn. Tăng lên này, treble, nhiều treble này, nhiều bass này, vân vân và vân vân. Đó, các bạn thấy thấy không ạ? Hoặc là các bạn muốn cân bằng đấy. Rất là nhiều phải không nào? Tiếp theo là phần Word. Cái phần này có nghĩa là gì? Để giúp chúng ta có thể kết nối được với thế giới bên ngoài. Như lúc đầu mình cũng có chia sẻ là đây là một cái sản phẩm tai nghe giúp các bạn vừa vẫn có thể nghe được nhạc mà vừa vẫn có thể nghe được những cái âm thanh bên ngoài. Thì ở đây đơn giản là nó sẽ là nghe được thêm kiểu như là cái gain của nó ở trong cái âm thanh. Ví dụ như là cái bạn ngồi cạnh, bạn edit ngồi cạnh mình, bạn đang nói cái chữ A chẳng hạn. Khi mà mình để ở cái mức này thì cái chữ A, cái âm lượng của nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà mình kéo lên này thì cái voice của nó sẽ lớn hơn. Đấy. Và các bạn có thể setting được tùy chọn cho cái ngữ cảnh của chúng ta. Ví dụ như là cái ngữ cảnh đó chúng ta để ở nhà chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chỉ để ở mức là khoảng tầm như này là -6 là ok. Nhưng đối với lại cái vấn đề là các bạn, ví dụ các bạn đi ra ngoài đường hoặc các bạn ở lớp học thì các bạn sẽ cần một cái mức nhỏ hơn, thì các bạn sẽ -10, hoặc là các bạn cần một mức to hơn thì các bạn sẽ chọn +8. Đấy. Và ở chỗ này đó, chúng ta có thể tùy chỉnh được rất là nhiều thứ và chúng ta có thể save vào được. Và như vậy là nó hỗ trợ đến tận răng luôn. Nói chung rất nhiều chế độ để các bạn có thể tùy chỉnh với cái sản phẩm tai nghe này. Còn cái mức giá thì ở thời điểm hiện tại cái sản phẩm này nó vẫn chưa có giá chính thức. Tuy nhiên mình tham khảo ở một số các cái trang, ví dụ như là Amazon các thứ, thì nó dao động cỡ khoảng tầm là 7 cho đến 8 triệu đồng. Thì không biết là với cái số tiền này thì các bạn có thấy cái tính năng đó mà mình vừa kể với các bạn nó đáng giá hay không. Các bạn đừng quên để lại một comment để cho bọn mình biết được ý kiến của các bạn nhé. Và nếu như bạn nào mà muốn trải nghiệm cái sản phẩm này thì đừng quên ghé qua những cái cửa hàng Xuân Vũ Audio gần nhất để có thể trải nghiệm được cái tính năng tuyệt vời này. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay cũng như bổ ích thì đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng mình cũng như ủng kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.